Trận thi đấu dưới đây vẫn là một trận thi tát quy mô lớn, cuộc thi tát của đội nam, do người chiến thắng trong cuộc thi tát ở kỳ trước, người đàn ông áo đen, đấu với người đàn ông có bộ râu lớn. Cuộc thi tát này, người tấn công đầu tiên là người đàn ông áo đen. Người đàn ông có bộ râu lớn đã chuẩn bị xong tư thế phòng thủ. Cái tát của người đàn ông áo đen này vô cùng vang dội, nhưng nó không gây ra tổn thương gì quá lớn với đối thủ. Hơn nữa anh ta còn đi về phía khán giả và thể hiện với khán giả rằng anh ta rất mạnh mẽ. Bây giờ đến lượt người đàn ông có râu bắt đầu tấn công. Người đàn ông áo đen đã chuẩn bị xong tư thế phòng thủ. Người đàn ông có râu bên này cũng bắt đầu cuộc tấn công của anh ấy, đang đo khoảng cách và vị trí tấn công. Có thể nhìn thấy, cái tát của người đàn ông có râu này có chút phạm quy, đánh vào tai của đối phương. Đây rõ ràng là một hành động phạm quy, đoán là người đàn ông áo đen phía đối diện bây giờ đang rất ù tai. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, cuộc thi tiếp tục bước vào hiệp 2. Người đàn ông áo đen bắt đầu tấn công lần 2. Cái tát này rất thanh thúy, nhưng đối thủ ngoài bộ râu ra thì dường như không chút sức mẻ gì. Người đàn ông có râu lần nữa đi xuống phía khán giả, một lần nữa gửi đến khán giả, thể hiện bản thân rất mạnh mẽ, không có chuyện gì xảy ra. Sau khi thể hiện bản thân xong, anh ta cũng bắt đầu hiệp 2. Lần tấn công thứ hai, người đàn ông áo đen chuẩn bị xong tư thế phòng thủ, cúi đầu xuống, dùng cằm của mình đỡ sát thương. Chúng ta có thể thấy, cái tát lần này của người đàn ông có râu vô cùng uy lực, suýt nữa đánh ngã người đàn ông áo đen. Nếu không phải có ba nhân viên đằng sau, e rằng người đàn ông áo đen đã bị cái tát đó làm cho ngã xuống đất. Cái tát này thực sự rất đáng kinh ngạc. Hai vị tuyển thủ có thể nghỉ ngơi 20 giây. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, hiệp 3 chính thức bắt đầu. Hiệp 3 vẫn là người đàn ông áo đen tấn công trước. Ôi chúa ơi, cú tát này trực tiếp đánh một đòn chí mạng, trực tiếp đánh ngã người đàn ông có râu. Cái này thật sự quá mạnh. Vừa nãy người đàn ông có râu vẫn còn rất tự mãn, khoe khoang với khán giả tại hiện trường. Không ngờ chỉ 20 giây đã bị đối thủ đánh ngất, trực tiếp ngất đi. Có thể người đàn ông có râu phía đối diện nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân sẽ ngất sau 20 giây. Nó thật sự quá mạnh. Trong kỳ trước, người đàn ông áo đen vượt qua quả phạt góc và chiến thắng người đàn ông áo trắng, cũng chính là một bánh bao lớn. Ở kỳ này lại trình diễn quả phạt góc, đánh ngất người đàn ông có râu. Hiện tại nhân viên, trọng tài còn có nhân viên y tế đều đến hiện trường, có lẽ không có vấn đề gì. Người đàn ông áo đen bên này đã thắng cuộc thi, đánh bại đối thủ thành công. Người đàn ông có râu, phải nói rằng người đàn ông áo đen rất có thực lực, rất có bản lĩnh, tuyệt đối xứng đáng với danh hiệu cú tát sắt mà Ami ném cho anh ấy.